À, xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 10. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo này cũng như là cái sự nhân lên của virus. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái hoạt động của virus, bao gồm cả những cái virus gây bệnh và những cái ứng dụng của nó trong thực tiễn. Thì chúng ta sẽ đi sang bài 31, virus gây bệnh, ứng dụng của virus trong thực tiễn. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung đầu tiên, đó là các cái virus mà nó ký sinh ở vi sinh vật, thực vật và ở côn trùng. Thì trong cái phần này á, thì chúng ta sẽ làm cập nhật những cái thông tin theo cái dạng phiếu học tập. Như là chúng ta sẽ phân loại những cái virus ký sinh ở thực vật này, virus ký sinh ở vi sinh vật này, virus ký sinh ở côn trùng này, và những virus ký sinh ở người và động vật. Khi tìm hiểu những cái virus này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm của nó, tác hại, cách phòng tránh và một số cái ví dụ về tên một số loại virus và gây ký sinh ở những cái bộ phận này. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về virus ký sinh ở vi sinh vật hay còn gọi là các phager. Thì đặc điểm ở những cái virus ký sinh ở vi sinh vật này, thứ nhất đó là nó xâm nhập trực tiếp, và thứ hai đó là cái ADN của nó là dạng xoắn kép, và 90% là nó có đuôi giống như cái virus HIV mà vừa trước chúng ta học đấy. Thì cái tác hại là nó gây cái tổn thất rất là lớn cho nhiều ngành công nghiệp vi sinh, như là công nghiệp mà sản xuất thuốc kháng sinh này, rồi sản xuất mì chính hay bột, gọi là bột ngọt này, sản xuất thuốc trừ sâu sinh học này. Vì sao? Vì khi mà trong cái quá trình chúng ta nuôi những cái vi sinh vật, vi khuẩn để sản xuất ra những cái sản phẩm này á, thì nếu như những cái vi sinh vật này mà nó bị virus tấn công vào thì đương nhiên thì sẽ làm cho những cái vi sinh vật này bị bệnh, và làm cho cả một cái quá trình, cả một cái công nghệ là phải dừng lại, không có tạo ra được các sản phẩm giống như mong muốn. Thì cái cách phòng tránh á, là chúng ta phải vô trùng trong sản xuất. Chúng ta kiểm tra vi khuẩn trước khi chúng ta đưa vào sản xuất, xem thử là vi khuẩn đó có bị nhiễm bệnh hay không. Rồi cái công nghệ, cái máy móc thì phải được vô trùng để không có nhiễm bệnh. Và những cái virus, ví dụ như là những cái virus ký sinh ở vi khuẩn E. coli này, chúng ta gọi là phager E. coli. Bây giờ chúng ta giải thích cái câu ở trong sách giáo khoa nha. Câu hỏi trang 121, đó là nguyên nhân gì khiến cho bình nuôi vi khuẩn đang đục thì nó chứa nhiều vi khuẩn thì nó đục thì bỗng dưng trở nên trong hơn. Thì ở đây chúng ta thấy là vi khuẩn khi mà nó xâm nhập vào cái bình nuôi á, thì nó nhiều vi khuẩn, nó tạo ra các sản phẩm của nó, làm cho vi khuẩn nó, làm cho cái nước của bình nó đục đi. Tuy nhiên khi mà cái bình đó tự nhiên nó trở nên trong thì chứng tỏ là nó đã bị nhiễm các cái phager, tức là những cái virus này nó sẽ xâm nhập vào bên trong vi khuẩn rồi nhân lên làm cho vi khuẩn chết hàng loạt. Do đó mà khi mà vi khuẩn nó đã chết rồi thì nó sẽ làm cho cái bình ở trạng thái là tự đục, thì sau một thời gian thì nó sẽ chuyển sang cái trạng thái đó là trong hơn. Chúng ta chuyển sang cái nội dung thứ hai, đó là virus ký sinh ở thực vật. Thì tại sao virus gây bệnh cho thực vật thì không tự xâm nhập được vào trong tế bào thực vật? Thì ở đây chúng ta thấy là cái thành tế bào thực vật á, thành cellulose nằm ở phía ngoài cùng á, thì chúng ta thấy nó rất là dày, và đặc biệt là nó không có các cái thụ thể đặc hiệu để cho virus có thể bám vào, cho nên là virus nó không có tự xâm nhập được vào trong tế bào thực vật. Tương tự chúng ta cũng tìm hiểu về những cái đặc điểm này. Thứ nhất đó là những cái virus này nó sẽ xâm nhập vào tế bào thực vật nhờ cái vết thương ở thực vật. Ví dụ như những cái vết rách, hoặc là những cái vết mà do côn trùng nó chích đốt, hoặc là nó ăn, hoặc là bị cây bị bệnh truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau qua hạt. Ví dụ như là trong hạt nó có chứa những cái virus gây bệnh rồi, cho nên khi chúng ta trồng lên thì những cái virus này bắt đầu nó sẽ nhân lên và gây bệnh ở thực vật. Thứ hai là virus từ tế bào này nó sẽ sang tế bào khác nhờ cầu sinh chất. Và thứ ba đó là cái vật chất di truyền của virus thì chủ yếu là ADN. Chúng ta nhớ nha, virus ký sinh ở vi khuẩn thì chủ yếu là ARN, còn ở thực vật thì chủ yếu là
ARN. Như vậy nó gây ra tác hại là gì? Thì tác hại thứ nhất đó là nó gây tắc mạch, làm cho hình thái và lá của cây nó bị thay đổi. Ví dụ như lá thì bị những cái đốm màu vàng, hoặc là những cái đốm màu nâu, hoặc là bị sập này, bị vằn này, xoăn này, héo này, có thể vàng hoặc là bị rụng đi. Rồi thân thì lùn này, còi cọc này. Như vậy cách phòng tránh là gì? Thứ nhất đó là chúng ta phải chọn được cái giống sạch bệnh. Chọn được cái giống sạch bệnh, ví dụ như là cái hạt đã được kiểm tra là không bị xấu, sâu bệnh. Chúng ta tiến hành luân canh. Như vậy luân canh là gì? Luân canh đó là chúng ta thay phiên các loại cây trồng khác nhau. Chính vì vậy khi mà chúng ta có những loài virus nó chỉ ký sinh ở những loài thực vật cố định. Cho nên là ví dụ như mùa này chúng ta trồng cây này, mùa sau chúng ta lại trồng cây khác, thì khi virus này nó sẽ không có phát triển được và nó sẽ bị chết trong cái giai đoạn mà chúng ta trồng cây khác, vì đó là nó không xâm nhập vào được, hoặc đó không phải là cái nguồn thức ăn của nó. Rồi chúng ta vệ sinh đồng ruộng này, tiêu diệt côn trùng truyền bệnh này, tại vì những cái côn trùng này có thể truyền bệnh, hoặc là cái vết thương khi nó cắn vào lá cây và thân cây cũng là cái nguồn mà lây nhiễm virus. Một số virus ký sinh ở thực vật, ví dụ như là virus khảm thuốc lá này, virus khảm dưa chuột này, còi cà chua này, vân vân. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về virus ký sinh ở côn trùng. Thì côn trùng ở đây chúng ta thấy đó chủ yếu là những cái loài sâu bò đó các em. Thì đặc điểm là những cái virus này nó chỉ ký sinh ở côn trùng, tức là côn trùng là vật chủ. Bởi vì lúc nãy chúng ta học ở phần 2 đó là virus ký sinh ở thực vật, thì nó sẽ lây nhiễm qua côn trùng. Như vậy có thể là côn trùng chính là vật trung gian, virus nó chỉ ở tạm thời, sau đó nó ký sinh lên cây trồng. Nhưng mà ở đây những cái virus mà ký sinh ở côn trùng thì côn trùng chính là vật chủ của nó, nó chỉ ký sinh ở côn trùng thôi. Thứ hai đó là có một số thì ký sinh ở côn trùng nhưng sau đó nó lại nhiễm vào người và động vật, thì côn trùng chính là cái động vật trung gian. Như vậy cái tác hại của cái virus này là gì? Thứ nhất á, thì nó sẽ làm cho côn trùng bị chết, ví dụ như làm cho sâu chết, hoặc là sinh ra độc tố, hoặc là khi côn trùng mà đốt người hoặc là động vật thì virus này nó sẽ xâm nhập vào tế bào và gây bệnh ở người, động vật hoặc là ở thực vật. Chỉ vì vậy biện pháp phòng tránh đơn giản nhất đó là chúng ta tiêu diệt côn trùng trung gian truyền bệnh. Một số ví dụ về virus ký sinh ở côn trùng như là virus baculo này, virus viêm não này, virus dengue này. Còn một cách phòng tránh nữa đó là chúng ta có thể tiêm vaccine về một số loại bệnh đấy các em, ví dụ bệnh viêm não chẳng hạn. Cuối cùng là chúng ta tìm hiểu virus ký sinh ở động vật và ở người. Thì cái đặc điểm đó là nó có cái khả năng lây lan rất là nhanh và đặc biệt là cái mức độ nguy hiểm rất là cao. Về tác hại thì có thể gây tử vong ở người, ở động vật, hoặc là ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cái hoạt động sản xuất. Về cách phòng tránh thì như lúc nãy cô nói đó là chúng ta tiêm vaccine này, vệ sinh nơi ở này, cách ly nguồn bệnh này, và có lối sống lành mạnh. Những cái virus hiện bây giờ gây bệnh ở động vật, ký sinh ở động vật rất là nhiều, như là chúng ta cũng nghe nhiều rồi đúng không? HIV này, ký sinh ở người này, H1N1 là cúm ở người này, H5N1 là ở gia cầm này. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái nội dung thứ hai của bài này, đó là ứng dụng của virus trong thực tiễn. Thì thứ nhất là virus được ứng dụng ở trong sản xuất các chế phẩm sinh học. Thì ở đây chúng ta nghe nói đến một cái khái niệm mới, đó là interferon, viết tắt là IFN là gì và cái vai trò của interferon. Thì interferon là những cái protein đặc hiệu do nhiều loại tế bào của cơ thể tiết ra và xuất hiện ở trong tế bào khi mà bị nhiễm virus. Như vậy vai trò của interferon đó là gì? Đó là có khả năng chống lại virus này, rồi chống tế bào ung thư này, tăng khả năng miễn dịch. Như vậy ở đây đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quy trình sản xuất interferon nha. Thì ở đây chúng ta thấy là ở tế bào của người á, nó có mang những cái gen mà người ta gọi đó là gen interferon đó các em, những cái đoạn gen. Thì đoạn gen này thì nó lại rất là quan trọng, bởi vì như lúc nãy chúng ta tìm được cái vai trò của nó đấy, có khả năng là chống virus này, chống tế bào ung thư này,
tăng cường cái khả năng miễn dịch, thì người ta sẽ cắt cái gen interferon này nhờ cái enzyme cắt ở trong tế bào của người chúng ta cắt bên này. Đấy, thì chúng ta nhớ là chúng ta đã học cái công nghệ gen rồi đấy, đúng chưa? Thì người ta sử dụng cái công nghệ gen trong cái quá trình mà sản xuất interferon này. Sau đó người ta sẽ nhờ cái enzyme nối để gắn cái gen interferon vào trong ADN của phager. Thì khi mà nhiễm cái phager tái tổ hợp này vào trong cái vi khuẩn E. coli, thì khi chúng ta nuôi vi khuẩn E. coli mà có nhiễm cái phager á, thì nó sẽ tái tổ hợp trong cái nồi lên men, thì nó sẽ tạo ra các cái sản phẩm interferon và chúng ta sẽ chiết tách các cái interferon này. Như vậy là chúng ta thấy là cái việc cái công nghệ chữa bệnh của chúng ta sẽ đơn giản đi rất là nhiều, giá thành cũng sẽ rẻ đi rất là nhiều. Thứ hai là chúng ta tìm hiểu về cái vai trò, cái ứng dụng của virus trong nông nghiệp, đó là sản xuất cái thuốc trừ sâu từ virus. Như vậy đây chúng ta thấy cái việc sử dụng cái thuốc hóa trừ sâu hóa học đã ảnh hưởng rất là lớn đến con người, như là ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ô nhiễm môi trường. Cho nên cái việc sản xuất thuốc trừ sâu sinh học mà có chứa virus á, Baculo để diệt nhiều loại sâu ăn lá thì rất là quan trọng. Bởi vì những cái thuốc chứa virus này á, nó được bọc bởi cái màng keo và nó chỉ tan trong đường ruột của côn trùng thôi. Cho nên khi cái màng keo này tan ra thì virus mới chuyển sang cái dạng hoạt động, và hoạt động thì sẽ làm cho con sâu bị chết. Và cái ưu điểm của nó đó là gì? Đó là virus nó có tính đặc hiệu rất là cao, chỉ gây hại cho một số loại sâu nhất định thôi, và nó có thể tồn tại rất là lâu bên ngoài cơ thể côn trùng, dễ sản xuất, hiệu quả diệt sâu lại cao, và đặc biệt là giá thành lại rất là hạ, ít ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là cái môi trường. Hãy nêu cái tầm quan trọng của đấu tranh sinh học trong việc xây dựng một nền công nghiệp an toàn và bền vững. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải nắm được đấu tranh sinh học là gì. Chúng ta đã học trong chương trình sinh học 7 rồi. Đấu tranh sinh học đó là chúng ta sử dụng những cái sinh vật có ích hoặc là những cái sản phẩm của những cái sinh vật có ích này để ngăn chặn hoặc là giảm bớt thiệt hại do vi sinh vật gây hại gây ra. Như vậy, vì sao đấu tranh sinh học lại có vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền nông nghiệp an toàn? Vì thứ nhất là cái cây trồng á, chỉ khỏe, sức chống chịu cao, đặc biệt là năng suất sẽ tăng, làm giàu cái thiên địch, tạo điều kiện cho thiên địch phát triển và nhân giống. Và cuối cùng là cân bằng sinh thái, giảm thiểu tác hại của sâu bệnh, của thuốc trừ sâu và giảm chi phí đầu tư. Thiên địch là gì các em? Thiên địch đó là những cái sinh vật có ích, ví dụ như mèo diệt chuột nè, rồi ong mắt đỏ diệt sâu hại cam này, thì người ta gọi đó là các thiên địch. Còn sâu hại cam hay là chuột thì người ta được gọi đó là sâu hại, những sinh vật gây hại. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần củng cố nha. Câu hỏi thứ nhất, virus không thể xâm nhập vào cơ thể thực vật là vì? Vì những cơ thể thực vật này nó có cái tế bào, nó có cái thành cellulose ở bên ngoài rất là bền vững. Thứ hai, bộ gen của hầu hết virus ký sinh ở vi sinh vật là gì? Thì đó chính là ADN xoắn kép. Như vậy chúng ta chọn đây là câu C. Còn nếu như mà nó ở thực vật thì nó mới là ARN. Câu số 3. Cơ sở khoa học của việc ứng dụng virus trong thực tiễn là gì? Đó là khả năng xâm nhiễm và nhân lên của virus. Thứ hai đó là phager chứa các đoạn gen không thật sự quan trọng. Câu C là cắt bỏ gen của phager để thay bằng gen mong muốn. Và câu D là tất cả các câu trên. Như vậy thì đương nhiên chúng ta chọn đó là câu D. Bởi vì phager nó không có chứa các cái đoạn gen thật sự quan trọng, cho nên chúng ta có thể cắt bỏ những cái đoạn gen thay của phager này, chúng ta thay bằng những cái đoạn gen chúng ta mong muốn để sản xuất ra interferon này. Rồi cái khả năng xâm nhiễm và nhân lên của virus cũng rất là nhanh, tạo điều kiện để mà chúng ta ứng dụng rất là một cách hiệu quả. Câu số 4. Bệnh viêm não Nhật Bản ở trẻ em là do virus gây ra và vật trung gian truyền bệnh. Vật trung gian truyền bệnh ở đây chính là con mũi. Con đường xâm nhập của virus ở thực vật chủ yếu là qua gì? Thứ nhất đó là qua gì? Chích hút của con trùng nè, qua cái vết xây xác nè, và phấn hoa hoặc là qua hạt. Như vậy đây chúng ta chọn đó là tất cả các phương án trên. Như vậy là bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những cái clip tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký
vào kênh của thầy cô nhé. Nhớ like và share bài giảng của cô để các bạn cùng học nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các em.